Theo thông tư 18 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng cho bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên phải lập khoa dinh dưỡng, người bệnh phải được hỗ trợ, theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ dinh dưỡng trong suốt quá trình điều trị. Với quy mô 1.200 đến 1.300 giường bệnh nội trú, bếp ăn bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh luôn trong trạng thái khẩn trương hoàn tất những suất ăn dinh dưỡng đến từng phòng sản phụ. Ngoài những suất ăn dành cho sản phụ có sức khỏe bình thường, bếp ăn còn nấu những suất ăn cho sản phụ có bệnh lý kèm theo như đái tháo đường, thai kỳ, tim mạch, thận. Tùy tình trạng bệnh kèm theo của sản phụ mà suất ăn được gắn những chiếc thẻ với màu sắc khác nhau để phân biệt. Có trên 90% sản phụ mắc bệnh lý đều được cung cấp suất ăn bệnh lý. Sản phụ vô thì người ta sẽ được tư vấn về cái chế độ ăn cặn kẽ và cái lợi hại giữa cái chuyện là người ta phải tự chế biến đem vô hoặc là ở bên ngoài mang vô đó, rồi với cái chuyện là người ta đăng ký xuất ăn tại bệnh viện. Một trong những cái mà về dinh dưỡng tiết chế đau đầu á, không phải ra cái thực đơn mà là sự tuân thủ. Cực kỳ khó. Đối với mà bệnh nhân nội trú mà đăng ký cái thức ăn bệnh lý á, thì mình sẽ bỏ cái thời gian ra mình tư vấn rất là nhiều. Còn tại bệnh viện Chợ Giấy, dù số lượng bệnh nhân điều trị nội trú luôn quá tải, nhưng bệnh viện đã nỗ lực rất nhiều để đáp ứng số lượng suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp bệnh nhân mau lành bệnh. Mỗi ngày bệnh viện phục vụ từ 2.200 đến 2.300 suất ăn cho bệnh nhân nội trú, đạt tỷ lệ 100% bệnh nhân ăn trong bệnh viện. Từ rất lâu rồi, đó là bệnh viện là có đơn vị đấu thầu, đó là một đơn vị bên ngoài họ vào để họ thầu, đó đấu thầu công khai rộng rãi. Cái chất lượng suất ăn được sự giám sát và chuyên môn chính là của khoa dinh dưỡng. Cái nguồn đầu vào thực phẩm là luôn luôn theo quy trình của an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là bằng những cái test kiểm tra về an toàn thực phẩm nhanh. Và khi không bình thường như vậy, chúng tôi đi kiểm định chất lượng ở các trung tâm đo lường chất lượng. Thực tế, nhiều bệnh nhân điều trị nội trú vẫn còn tâm lý thích ăn thực phẩm bên ngoài do đa dạng món và nêm nếm vừa miệng. Tuy nhiên, việc không tuân thủ chế độ dinh dưỡng của bác sĩ khuyến cáo sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị và hồi phục, có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa. Chúng tôi trong bệnh viện, bác sĩ nói là bị huyết áp cao cho nên ăn đồ ăn của bệnh viện chứ không được ăn đồ ăn ở nhà. Ăn thì bình thường mà có cái hơi lạc. Tại vì mình theo dõi thai kỳ á, lại bị cao huyết áp với lại bị đường thai kỳ á. Nói mình phải ăn sức ăn của bệnh viện để cho mình giảm đừng có lên huyết áp với lại giảm đi độ đường á. Từ bữa mình ăn tới giờ thì huyết áp mình nó không có lên nữa. Với lại đường cũng hạ. Tôi đã nhập viện nay là gần 6 tuần rồi. Riêng vấn đề ăn uống đó thì tôi thấy một suất hiện nay thì suất buổi sáng là 10.000, suất buổi trưa là 24.000, suất buổi chiều 24.000. Theo tôi như vậy thì hợp lý. Với cái mức giá tiền như hiện tại thì tôi nghĩ là rất là được. Nó cũng vừa phù hợp cho những cái từng các cái đối tượng khác nhau. Có thể thấy ngoài việc điều trị bằng thuốc, người bệnh được điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện. Theo đề xuất của nhiều người bệnh, nếu như chi phí suất ăn tại bệnh viện được bảo hiểm y tế chi trả một phần thay vì để họ tự túc hoàn toàn sẽ là động lực để người bệnh lựa chọn suất ăn trong bệnh viện nhiều hơn, đặc biệt đối với người có hoàn cảnh khó khăn.